kính chào quý vị và bà con ngư dân. Mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin thời tiết biển ngày 14 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, sau những ngày biển lặng, sóng êm, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 cho tới 2,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Dự báo trong đêm nay và sáng mai, tình trạng gió mạnh, sóng cao sẽ còn duy trì ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, nên thời tiết tiếp tục gây khó khăn cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân, cũng như các hoạt động hàng hải trên khu vực. Sau đó, từ ngày mai, không khí lạnh suy yếu nhanh nên cường độ gió ở Vịnh Bắc Bộ suy giảm dần. Chỉ còn vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Cũng do không khí lạnh có cường độ yếu nên không có khả năng xâm nhập sâu xuống phía Nam. Vì vậy, các vùng biển ngoài khơi của miền Trung và miền Nam cũng như là khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió vẫn có cường độ trung bình, tình trạng biển tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, ở khu vực giữa Biển Đông vẫn cần phải lưu ý với những cơn mưa dông xảy ra rải rác, khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, không khí lạnh vẫn gây gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 7, biển động, sóng cao, không an toàn cho hoạt động hàng hải. Từ trưa và chiều mai thì gió trên khu vực sẽ giảm dần xuống cấp 5, sau chỉ còn ở mức cấp 4 nên biển ổn định dần. Tuy nhiên, trong một vài ngày tới thì bà con ngư dân vẫn cần phải lưu ý với hiện tượng mưa nhỏ và sương mù gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến sự lưu thông của tàu thuyền. Nằm xa hơn về phía Nam nên gió Đông Bắc tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không quá mạnh như vùng biển phía Bắc. Trong đêm nay và sáng ngày mai chỉ đạt khoảng cấp 5, sau giảm xuống còn cấp 4 và vào một vài ngày tới thời tiết không gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, bà con nên tránh di chuyển về phía Bắc trong đêm nay và sáng ngày mai để đảm bảo an toàn. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai và vài ba ngày tới, gió vẫn có hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình nên sóng biển không cao. Ngoài ra, thời tiết tại đây không có biến động đặc biệt nên nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Riêng khu vực ven bờ từ Quảng Trị cho tới Thừa Thiên Huế, bà con vẫn cần phải lưu ý khả năng có mưa cục bộ vào buổi sáng và chiều tối. Trong khoảng vài ba ngày tới thì gió có tại vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý sẽ có hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Thời tiết ít mưa, ngày có nắng, tầm nhìn thoáng nên các phương tiện có thể hoạt động bình thường trên vùng biển này. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, gió Đông Bắc đến Đông có cường độ mạnh khoảng cấp 4, đôi lúc cấp 5. Thời tiết cũng không có gì biến động, phổ biến không mưa, ngày nắng, nên vẫn ủng hộ cho mọi hoạt động đánh bắt hải sản của bà con và các chuyến tàu đến với Côn Đảo. Dự báo trong 3 ngày tới thì tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu, sóng gió vẫn yên ả cùng với tầm nhìn thông thoáng, nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường. Trên vịnh Thái Lan, trong khoảng 2-3 ngày tới, biển gợn sóng nhẹ cùng với tiết trời tạnh giáo, tầm nhìn xa trên 10 km, nên thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền diễn ra trên vùng biển này. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến khoảng sáng ngày 16 tháng 3, ở phần phía Đông Bắc của khu vực vẫn sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Riêng huyện đảo Hoàng Sa thì gió có cường độ khoảng cấp 5 trong đêm nay và ngày mai, sau giảm xuống cấp 4, thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong khoảng 3 ngày tới thì gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên không gây biển động. Tuy nhiên thì như chúng tôi đã đề cập ở trên, ở khu vực này trời vẫn khá nhiều mây, mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác nên tàu thuyền cần cảnh giác với tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, Song Tử Tây. Dự báo trong 3 ngày tới thì gió tại đây vẫn thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ trung bình, sóng biển cao từ 1 cho tới 2 mét. Ban ngày trời có nắng với tầm nhìn thông thoáng. Đến chiều tối thì mưa dông xuất hiện ở một vài nơi nhưng kết thúc nhanh nên thời tiết vẫn ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.